để làm chủ máy móc trang thiết bị kỹ thuật trên các tàu hải quân, cả tàu mặt nước lẫn tàu ngầm. Năm học vừa qua, Học viện Hải quân đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học, huấn luyện kỹ năng thực hành để học viên các khoa, đặc biệt là khoa cơ điện, được làm quen, thuần thục các thao tác sửa chữa trên tàu, không bỡ ngỡ với các tình huống phát sinh khi đi biển. Đó cũng là công tác chuẩn bị về đội ngũ cán bộ cho quân chủng hải quân để có lứa sĩ quan vừa thông thạo kiến thức chuyên ngành, vừa hiểu biết vũ khí trang bị, nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến tại các đơn vị khi học viên về công tác. Không gian làm việc tại nhà của Trung tá Phan Hoài Nam, khoa cơ điện. Những hệ thống mạch điện phức tạp là kết quả quá trình nỗ lực nghiên cứu khoa học lâu dài của một người thầy để gắn kết, kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Khuấy động cái phong trào nghiên cứu ngay từ khi các học viên còn ngồi với nhà trường, và các học viên sau khi ra trường xong sẽ lấy cái tinh thần đó để triển khai các cái vấn đề cho đơn vị mà mình về mình phục vụ đấy. Còn khối hộ giảng viên thì thường xuyên các thầy giáo bám vào trong các cái phòng thực hành, thực hiện công tác nghiên cứu, và ngoài ra các thời gian còn lại thì tiếp cận với khối đơn vị để tìm ra các cái vấn đề còn vướng mắc ở đấy và phối hợp cùng đơn vị để cùng xử lý. Ra đời đã nhiều năm, xưởng kỹ thuật thuộc phòng kỹ thuật được trang bị các hệ thống máy móc của nhiều quốc gia, đảm bảo cùng lúc cả huấn luyện học viên và kỹ thuật tàu, xe tại Học viện Hải quân. Giai đoạn 2016-2018, theo đề án nâng cao năng lực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, quân chủng hải quân đã trang bị cho xưởng kỹ thuật một số loại trang bị máy móc hiện đại đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Trước đây, những chi tiết gia công đòi hỏi độ chính xác cao, giảng viên phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, khá bất tiện. Nhưng sau khi nhận bàn giao hệ thống máy CNC hiện đại, thầy trò Học viện Hải quân đã làm chủ được quy trình thao tác trên các chi tiết nhỏ có độ tinh xảo cao. Chúng tôi là những học viên được tiếp thu với những máy móc trang thiết bị hiện đại này và lĩnh hội được nhiều kiến thức khoa học. Từ đó tạo động lực cho chúng tôi say mê nghiên cứu khoa học, đáp ứng với nhu cầu hiện đại của quân chủng và công việc công tác sau này. Các loại trang bị này thì cũng dành nhiều cho các đối tượng đào tạo, nhưng mà đặc biệt là đối tượng đào tạo cho ngành cơ điện. Và đây là một trong những chuyên ngành mà sẽ tiếp xúc nhiều nhất về các trang bị này. 4 năm học tập không chỉ là sách vở trên giảng đường, sóng gió trên thao trường biển, mà còn là lấm lem dầu mỡ trong xưởng kỹ thuật, trong khoang máy, trên mũi tàu, để người sĩ quan chỉ huy tham mưu hải quân ra trường hiểu rõ, khai thác tốt các tính năng của vũ khí trang bị và chủ động chỉ huy các ngành khắc phục kịp thời sự cố trong quá trình đi biển.